chính thức nghỉ Tết nha cả nhà. Thật ra quay cái clip này lên thì nghĩ rằng là chắc là hết công việc rồi đúng không? Thật ra còn chịu lắm tất cả mọi thứ mà nghĩ là đơn hàng thì không còn nữa, tức là khách hàng thì hiện tại là không còn ai tổ chức nữa, là xong hết rồi. Và qua năm mình sẽ hoạt động trở lại bình thường. Nhưng mà tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến giấy tờ, sổ sách công ty, rồi bắt đầu dọn kho, dọn bãi, lo nhân viên, tất cả mọi thứ là bây giờ vẫn còn đang rất là ngổn ngang. Nhưng mà thực sự là vẫn rất là vui, vì thật sự nếu mà nói là để mà có thể ngồi lại mà để quay một cái clip chỉnh chu hết cho mọi người biết rằng là một năm qua mình đã được những gì và làm được gì, đôi khi nó sẽ có những lúc vui, những lúc buồn, thì chắc là mình nghĩ là chiều 20 mấy Tết mình sẽ làm một cái clip mà chắc lúc đó thì mọi người sẽ không coi nhiều, tại vì đơn giản ai cũng muốn sum vầy bên gia đình, cho nên thôi kẻ ăn ké là thời điểm này mọi người còn đang gọi là cũng có thể lướt lướt coi một chút. Nhiều khi mình đang dọn cái nhà mình liếc mình coi một chút, mình đang dọn cái kho mình liếc mình coi một chút, cô thằng Tứ nó nói cái gì. Thứ nhất là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì trong thời gian qua, cũng thời gian ngắn thôi, thật ra mình mới biết chơi gọi là nhà tóp tóp một thời gian rất là ngắn, nhưng mà được sự quan tâm và thương yêu của mọi người rất nhiều. Chính vì vậy cho nên là may mắn lắm là được rất là nhiều người biết đến. Rồi thứ hai nữa là khách hàng cũng yêu thương và đồng hành cùng với mình trong một năm qua. Đó là một trong những điều rất là hạnh phúc. Thực sự thì một năm qua nói về tiền tỷ nhiều ra hơn, nói số tiền tỷ. Thật ra tất cả mọi thứ nó đều là giá trị truyền thông. Đôi khi bản thân mình cũng không có tỷ đâu, chứ mọi người đừng có nghĩ rằng là quá lời nha. Nhưng mà dù muốn dù không thì kẻ nó nói chung là cái gì mình ấp mở mở mà người ta tò mò, người ta không biết nó gọi là hay. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã luôn yêu thương kênh của mình cũng như là đồng hành cùng với mình trong những cái clip. Và có nhiều bạn cũng hay bình luận khiếm nhã, thì đôi khi mình cũng có những cái lời nó hơi bất lịch sự. Nhưng mà chịu thôi, nói chung là do tụi mình tự gây ra mà đúng không? Cho nên trước chuẩn bị bước sang năm mới rồi, cuối năm rồi. Bây giờ chúc cho mọi người chúng ta bình an từ đây cho đến hết năm sau, luôn luôn thành công và luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Cuối năm bây giờ những ai chúng ta đang khó khăn quá, chúng ta chưa có thành công, thì tự nhiên tới chiều 30 Tết chúng ta trúng số không chừng, hoặc là chúng ta có cái gì để vui. Còn ai mà chúng ta đau bệnh hay tất cả mọi thứ, tự nhiên nó vượt qua hết, ông trời sẽ cho chúng ta qua hết. Ai mà chúng ta chưa có được may mắn gì đó thì tự động may mắn sẽ đến. Nói chung là mọi người cứ vui vẻ yêu đời đi, giống như Tứ này luôn luôn vui vẻ yêu đời, mặc dù là cuộc sống thì đôi khi rất nhiều áp lực làm cho mình già đi. Một trong những cái mà mình sợ nhất là già. Rồi cuối cùng bây giờ dù nói dù không thì cũng đã già rồi, không thể thay đổi được. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và hy vọng rằng là sang năm thì mọi người vẫn yêu thương mình cũng như là coi nhiều clip của mình. Từ đây đến cuối năm thì chắc có lẽ là không còn ra clip về trang trí nữa, có ai đâu làm, bên mình cũng nghỉ Tết mà. Cho nên là không biết lấy cái gì để mà gọi là giữ chân mọi người đây, đang suy nghĩ hoài, đang gọi là đủ chiêu đủ trò mà không biết có cái gì để quay. Thì thôi thì mọi người thấy gì coi đó nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hy vọng rằng là cả nhà sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng mình, và nhớ là giữ gìn sức khỏe trong dịp Tết. Bye bye.